Ôi hai các bạn, hôm nay tôi mục sở thị VinFast Lux SA 2.0 nè. Ôi đẹp chưa? Wow, đi một vòng. Cụ nó đẹp. Cái góc bên đây nè, quay cái bánh xe. Đẹp không các bạn? Cái bánh là da nó rất là to luôn rồi. Wow, cao lên, cao hơn tôi luôn. Ôi, cái logo VinFast kìa, đẹp chưa kìa. Wow. Ôi, ông xả bồ đẹp quá. Wow.